Mời quý vị theo dõi bản tin dự báo sâu bệnh và dịch hại 7 ngày được phát sóng hàng tuần trên kênh VTC16. Chương trình có sự đồng hành của Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ mang đến cho quý vị những thông tin toàn cảnh về sâu bệnh và dịch hại hàng tuần, cũng như những khuyến cáo kịp thời của các cơ quan chuyên ngành bảo vệ thực vật để bà con có đầy đủ thông tin kiến thức bảo vệ cây trồng. Tuần này, thời tiết miền Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, Trời rét về đêm và sáng, hiện nay lúa Đông Xuân đã gieo cấy được 580.000 ha, sinh trưởng của cây lúa giai đoạn đẻ nhánh, đẻ nhánh rộ, toàn miền ghi nhận 6 ha lúa mắc bệnh đạo ôn lá với tỷ lệ bệnh phổ biến từ 2 đến 3%, nơi cao là từ 5 đến 8% số lá, phân bố chủ yếu tại các tỉnh Điện Biên, Lai Châu và Tuyên Quang. Để phòng chống bệnh đạo ôn lá bà con nông dân cần lưu ý tới các biện pháp như sau đảm bảo đủ nước, bón phân, cân đối và đúng kỹ thuật, tạo điều kiện cho cây khỏe, tăng khả năng chống chịu với các đối tượng dịch hại. Trên những dụng lúa đã xuất hiện bệnh đạo ôn thì bà con cần phải dừng bón phân đạm, không phun các chất kích thích sinh trưởng và phân bón qua lá và luôn giữ đủ nước trong ruộng từ 2 đến 3 cm. Cần phải tranh thủ thời tiết thuận lợi để phòng trừ bằng các loại thuốc đặc hiệu khi mà bệnh mới phát sinh. Xuống tới khu vực Bắc Trung Bộ với trạng thái thời tiết có mưa, mưa rào, rải rác và có nơi có rông, trưa trời hửng nắng, đêm và sáng trời rét. Toàn khu vực đã gieo cấy được gần 350.000 hecta lúa, cây lúa đang trong giai đoạn sinh trưởng từ mới gieo, cấy cho đến đẻ nhánh và đẻ nhánh rộ. Trong đó, thì 1.400 hecta lúa đã bị chuột cắn phá tăng 600 hecta so với tuần trước và 470 hecta bị bệnh đạo ôn lá tăng 360 hecta tương tự khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với trạng thái thời tiết tuần này, ngày trời nắng ít mưa, đêm và sáng sớm trời rét. Trong vùng thì diện tích lúa vụ Đông Xuân 2022-2023 hiện cũng đã xuống giống được 320.000 ha, chủ yếu đang trong giai đoạn đồng chỗ. Lúa ở khu vực này cũng bị cùng lúc hai đối tượng gây hại, đó là bệnh đạo ôn lá với 1.400 hecta và 46 hecta bị nhiễm bệnh đạo ôn cổ bông. Nông dân cần phải chủ động phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông trên các trà lúa trổ trong điều kiện đêm và sáng sớm có sương mù, đặc biệt là phòng trừ trên các trà lúa giống nhiễm, ruộng bón thừa đạm và các chân ruộng đã bị nhiễm bệnh đạo ôn lá để tránh ảnh hưởng đến năng suất. Bà con cần phải thường xuyên thăm đồng kịp thời phát hiện bệnh và nếu như thấy bệnh chớm phát thì cần phải sử dụng ngay một trong các loại thuốc đặc trị bệnh đạo ôn có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tránh để bệnh lây lan ra diện rộng. Chú ý sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc bổ đúng và bà con cũng cần phải tuân thủ theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn tại địa phương ngoài ra 122.000 hecta diện tích điều trong khu vực đang trong giai đoạn ra hoa đậu quả cũng đã bị bọ xít mũi gây hại với diện tích nhiễm là 5.600 hecta tăng 170 hecta so với tuần trước và 5.000 hecta nhiễm bệnh thán thư tăng 160 hecta thời tiết hiện nay tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng bọ xít mũi và bệnh thán thư gây hại trên cây điều đang trong giai đoạn sung yếu ra hoa quả non Bà con cần chú ý thường xuyên thăm vườn vào lúc sáng sớm và chiều tối để kiểm tra mật độ của bọ xít mũi và tỷ lệ bệnh thán thư và từ đó sẽ có các biện pháp phòng trừ kịp thời. Chủ động phòng trừ theo quy trình kỹ thuật quản lý bọ xít mũi và bệnh thán thư hại điều do Cục Bảo vệ Thực vật ban hành. Và cuối cùng là tại Nam Bộ. Thời tiết khu vực này trong tuần phổ biến là ít mưa, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, Hiện khu vực này đã trồng tổng cộng 37.000 hecta hồ tiêu, trong đó thì cây hồ tiêu đang tập trung ở giai đoạn nuôi trái thu hoạch. Trong đó 1.800 hecta mắc bệnh chết nhanh chết chậm tăng 90 hecta so với tuần trước. Để phòng trừ bệnh chết nhanh, chết chậm, hại tiêu, nhà vườn cần phải áp dụng các biện pháp phòng trừ theo quy trình của Cục Bảo vệ Thực vật, như là bà con sẽ chỉ sử dụng hom giống khỏe từ những cây không bị bệnh. Thường xuyên kiểm tra vườn để phát hiện bệnh sớm, thu gom tàn dư cây bị bệnh mang ra khỏi khu vực vườn tiêu rồi đốt tiêu hủy, xử lý đất tại các gốc tiêu bị bệnh bằng vôi bột. Bà con cũng cần phải cắt cành và dây lươn ở sát mặt đất để cho gốc tiêu được thông thoáng, hạn chế lây lan nguồn nấm bệnh từ đất lên. Đào hệ thống thoát nước vào đầu mùa mưa thì cần phải phá bồn giữ nước quanh gốc tiêu nếu có để chống đọng nước. Khi mà bệnh xuất hiện có thể sử dụng các thuốc bảo vệ thực vật an toàn và thời gian cách ly ngắn để phòng chống bệnh và tăng sức đề kháng cho cây tiêu, liều lượng và cách sử dụng theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Và đến đây bản tin dự báo sâu bệnh và dịch hại 7 ngày của kênh VTC16 xin được tạm dừng. Cảm ơn Cục Bảo vệ Thực vật đã đồng hành cùng chương trình. Hẹn gặp lại quý vị vào giờ này tuần sau.